Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 117 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và trong bài này chúng ta sẽ học các động từ luôn luôn là phần thân, le verbe essentiellement pronominal. Trạng từ essentiellement là một cách cốt yếu, một cách chủ yếu, một cách chính yếu. Các cái động từ này luôn luôn nó là phần thân. Và trong các bài trước, khi chúng ta giải thích động từ phần thân thì chúng ta nói động từ phần thân là một loại động từ thay vì nó tác động ra một đối tượng bên ngoài thì nó tác động vào chính chủ thể. Ví dụ chúng ta có động từ laver là rửa, rửa một cái đối tượng ở bên ngoài chủ thể, và bây giờ se laver là rửa chính chủ ngữ, tức là đi tắm. Réveiller là đánh thức một người nào đó, và bây giờ se réveiller là mình tự đánh thức mình, tức là mình tỉnh giấc. Habiller là một quần áo cho người khác, s'habiller là một quần áo cho chính mình. Đó là những động từ có cái dạng là phản thân làm cho chính mình, có thể là hỗ tương, téléphoner à, gọi điện cho ai, và se téléphoner là gọi điện cho nhau. Có thể là mang nghĩa thụ động, appeler là gọi, s'appeler là được gọi, có nghĩa là mang tên, écrire là viết, s'écrire là được viết. Như vậy chúng ta thấy động từ phản thân nó luôn luôn có một cái đại từ phản thân và nó có một động từ VT hoặc là VTI đi kèm với nó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ coi nó có một số động từ trong số những động từ phản thân nó luôn luôn là phản thân. Người ta định nghĩa như sau: verbe essentiellement pronominal là một động từ luôn luôn ở dạng phản thân, nghĩa là bắt buộc phải có một cái đại từ phản thân, tức là luôn luôn phải có cái dạng là se, se như thế này, không hề có cái dạng là vt hay là vti như thế này. Và chúng ta sẽ xem một cái danh sách các cái động từ luôn luôn là phản thân như sau: liste non exhaustive des verbes essentiellement pronominaux. Đây là một danh sách không đầy đủ các động từ luôn luôn là phản thân, tức là nó sẽ còn một số động từ khác nữa, nhưng mà đây người ta ghi ra những cái chính, và riêng danh sách này đã gần 180 động từ luôn luôn là phản thân. Và trong số gần 180 động từ này, tôi sẽ xin giải thích ý nghĩa và có thể đưa ra một số câu ví dụ cho khoảng 40 động từ mà chúng ta hay gặp. Còn các động từ khác thì gần như ít khi chúng ta gặp, hoặc là có gặp thì nó ở trong những cái trường hợp rất là đặc biệt. Động từ số 1, s'absenter. S'absenter là vắng mặt. Như vậy chúng ta đã nói là đây là động từ luôn luôn phản thân thì nó không hề có động từ absenter như thế này, và luôn luôn nó phải là có đại từ phản thân là s'absenter, là vắng mặt. Xin phép vắng mặt, demander la permission de s'absenter. Động từ số 2, s'abstenir de, có thể đi với danh từ hay có thể đi với một động từ nguyên thể, tức là kiêng. Và cũng như ở bên trên, chúng ta không hề có động từ như thế này, không hề có động từ abstenir, mà luôn luôn nó là s'abstenir, là kiêng. Ông ấy kiêng rượu hoàn toàn, in s'abstient totalement d'alcool. Động từ s'abstenir đi với giới từ de, và có chúng ta có giới từ de ở chỗ này, in s'abstient totalement d'alcool. Động từ kế tiếp, s'accouder, ở trong này chúng ta thấy có danh từ coude. Coude là một cái cùi chỏ, cùi chỏ là cái chỗ khớp nối ở trong cánh tay, nó cho phép chúng ta cử động cái cánh tay, chúng ta gọi là cùi chỏ. Và động từ s'accouder là chống khuỷu tay lên một cái mặt bàn, hay là chống khuỷu tay lên trên một cái hàng rào, lên trên một cái gì đó. Và đây cũng là động từ luôn luôn là phản thân, s'accouder. Động từ kế tiếp là s'accroupir, là ngồi xổm, tức là ngồi trên cái gót chân của mình. Chúng ta thấy em bé này nó không có ngồi xuống sát đất, nó cũng không có đứng, mà nó ngồi cái kiểu như thế này, ngồi trên cái mông của nó. Bởi vì chữ croup là cái mông của đứa bé này, và nó ngồi trên cái mông của nó, gọi là ngồi xổm, s'accroupir. S'affairer có cấu trúc là s'affairer à faire quelque chose, hối hả, vội vã làm cái chuyện gì. Ví dụ cô ta vội vã chuẩn bị bữa ăn tối, có lẽ cô ta đi làm về trễ, bây giờ cô ta vội vàng đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn. En s'affairer à préparer son dîner. Chữ dîner có accent circonflexe, tôi sửa lại cái lỗi chính tả, accent circonflexe là dîner. En s'affairer à préparer son dîner. Động từ s'affairer đi với giới từ à,
Cô ta vội vã, cô ta hăm hở, cô ta vội vã hối hả chuẩn bị bữa ăn tối. Động từ sa genouille là quỳ gối. Ở trong động từ này chúng ta có danh từ là genou. Le genou là cái đầu gối. Sa genouille là quỳ gối. Vậy đấy cũng là một động từ luôn luôn là phản thân, bởi vì chúng ta không thể có động từ a genouille như thế này. Không hề có động từ a genouille như thế này và luôn luôn là sa genouille. Động từ s'attarder à faire quelque chose, nếu ở trên s'affairer là vội vã, là hối hả làm cái việc gì, thì s'attarder à faire quelque chose, chậm rãi, từ từ, kéo dài, rề rà. Phải về nhà trước nửa đêm, chúng ta đừng có chậm trễ, đừng có rề rà nữa. Il faut rentrer avant la nuit. On ne nous attardons pas. Ở đây là trước khi nửa đêm, avant minuit đi, để cho nó có ý nghĩa. Avant minuit, trước nửa đêm. Il faut rentrer avant minuit. Ne nous attardons pas. Động từ s'attarder ở thể impératif, ở mode impératif là ne nous attardons pas. Đừng có chậm trễ. Động từ se bagarrer là đánh nhau. Đánh nhau thì đương nhiên phải có hai phe, hai người. Vậy chúng ta thấy chữ sơ đây là hỗ tương, sơ bagarre, A đánh cho B, B lại đánh trả lại A, sơ bagarre. Và đã mang nghĩa là đánh nhau thì đương nhiên phải có hai phe, phải có sơ. Như vậy động từ này luôn luôn là phản thân. Il se bagarre avec son ami, nó đã đánh nhau với bạn nó. Động từ sơ blottir là thu mình, co mình lại, nép mình lại. Il se blottit dans un coin. In se blotti dans son lit. In đây là ai đó? Có thể là một người, có thể là một cái con vật. Nó co cụm lại ở trong xó nhà. Cái người này hoặc cái con thú này nó co cụm lại ở trong giường nó. Và ở bên dưới cái hình chúng ta thấy một em bé, nó nép vào bên trong lòng của mẹ nó. Il se blotti contre sa mère. Contre là áp vào. Đứa bé này áp mình vào, nép mình vào trên thân mình của mẹ nó. Il se blottit contre sa mère. Động từ se dandiner có nghĩa là ngúm nguẩy thân mình của mình. Có thể là đứng tại chỗ, có thể là vừa đi vừa ngúm nguẩy thân của mình. Đi mà nó không có thẳng thớm, đi không có vẻ nghiêm trang đứng đắn mà đi ngúm hoa ngúm nguẩy. Chúng ta gọi là se dandiner. Động từ kế tiếp là se battre. Đây cũng là một động từ luôn luôn là phản thân, là nô đùa, là vùng vẫy, tức là chơi mà nó có nhiều cái điệu bộ, nhiều cái cử chỉ, chơi một cách mạnh bạo. Một đoàn trẻ con đang nô đùa ở trong hồ bơi, chúng ta thấy nó không có bơi từ từ, đứa này bơi, đứa kia nhảy, đứa này tạt nước, té nước, vân vân. Une troupe d'enfants se bat dans la piscine, nô đùa, vùng vẫy ở trong hồ bơi. Động từ tiếp theo, se crier, tức là mình nói to lên, kêu to lên, la lối, hò hét. Đột từ s'écrouler, luôn luôn là phản thân. S'écrouler là sụp đổ, tan rã. Chẳng hạn như một cái tường, un mur s'écroule, là một cái bức tường nó đổ sập xuống, nó mất cái chân móng, hoặc là nó cũ, nó bị rạn nứt, và bây giờ nó đổ sập xuống, un mur s'écroule. Hoặc là một cái tòa nhà, une maison s'écroule, đó là nghĩa cụ thể. Chúng ta có thể dùng nghĩa bóng, tous ces projets s'écroulent, tất cả các cái dự án của anh ta đều đổ bể, đều tan tành, hoặc là ses espoirs s'écroulent, các cái niềm hy vọng của anh ta đều sụp đổ, tan tành thành mây khói. Như vậy chúng ta có thể nghĩa cụ thể và cũng có thể mang cái nghĩa chủ tượng. Động từ s'efforcer de faire quelque chose chúng ta đã học ở trong bài 176, cố gắng làm việc gì. Cửa hàng sẽ cố gắng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu. Le magasin s'efforcera de répondre à toutes les demandes. Demande là yêu cầu. Là chúng ta có cung, có cầu, đây là cầu. Khách hàng yêu cầu cái gì, cần cái gì, thì cửa hàng sẽ cố gắng cung ứng tất cả. Động từ s'emparer de quelque chose, s'emparer là chiếm đoạt. Không được phép mà lại đi lấy của người ta. Có một người đã lấy mất cái túi của tôi. Un individu s'est emparé de mon sac. Và động từ s'empresser de faire quelque chose cũng là hối hả, cũng là vội vàng làm cái chuyện gì. Ví dụ,
Chúng ta viết như thế này: tôi đã nhận được thư của bạn và bây giờ tôi vội vã trả lời cho bạn ngay. J'ai bien reçu votre lettre et je m'empresse de vous répondre. Donc, từ s'empresser đi với giới từ de, ở đây có giới từ de, je m'empresse de. Chúng ta phải có giới từ de chỗ này. Je m'empresse de vous répondre. Và cái động từ này luôn luôn là phản thân. Chúng ta không hề thấy có động từ empresser như thế này. Không bao giờ có. Và nó luôn luôn ở cái dạng phản thân. S'empresser de faire quelque chose. Động từ sans dimanche thực sự ra cũng ít dùng lắm, nhưng mà nó rất là dễ hiểu. Dimanche là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật thì chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta đi chơi, đi dạo phố, đi thăm thú, đi thăm người này người kia, thì chúng ta ăn mặc đẹp. Như vậy động từ sans dimanche là diện quần áo đẹp, và đây cũng là động từ luôn luôn ở dạng phản thân. S'enfuir là chạy trốn, đứa bé đã trốn khỏi nhà. L'enfant s'est enfui du domicile paternel, ra trốn khỏi. Chữ đi này là de lơ, ra khỏi nhà của ba nó. Tên tù nhân đã trốn thoát bằng mái nhà. Le prisonnier s'est enfui par le toit. Nó đã trốn thoát. Như vậy là động từ s'enfuir là một động từ luôn luôn là phản thân. Đây tôi xin nói thêm một chút. Nếu chúng ta muốn làm cái dạng là trốn, đây là chạy trốn, chúng ta chỉ nói là đứa bé nó trốn khỏi nhà, nó đi đâu không biết. Rồi cái người tù nhân này đã trốn khỏi cái khám đường. Còn nếu chúng ta nói là mình trốn cái gì đó, thì là động từ fear. Fear thì là ngoài động từ trực tiếp. Trốn cái gì, trốn tránh gì, hay là trốn tránh ai, trốn tránh ai hay là cái gì, thì chúng ta sẽ dùng động từ fear. Còn sans fear thì nó không có đối tượng và luôn luôn ở dạng phản thân. Và sau đây chúng ta sẽ có một số các động từ nó có cái cấu trúc giống nhau: centre, s'entraider, centre déchirer, centre détruire, centre dévorer, centre égorger, centre tuer. Như vậy chúng ta thấy là centre là ở giữa với nhau, SD là giúp, giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau thì phải có hai phía, như vậy S, đây là SE nhé, đây là đại từ. SE, nhưng mà nó hai nguyên nó gặp nhau, người ta lược đi. Như vậy thì SE, SE đại từ phản thân này là hỗ tương, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. SD dẫn nhau. Déchirer là xâu xé, déchirer là xé cho rách. Centre déchirer, xâu xé lẫn nhau. Và chúng ta hiểu nghĩa là nghĩa bóng, xâu xé lẫn nhau. Détruire là phá hủy, centre détruire là tàn phá lẫn nhau. Ví dụ trong một cái cuộc chiến thì hai phe cố gắng để mà tàn phá phe đối phương, phe này tàn phá phe bên kia tàn phá bên này, và chúng ta gọi đây là động từ tàn phá lẫn nhau. Centre détruire, centre dévorer, dévorer là nhai ngấu nghiến, một con mãnh thú nó bắt được con thú khác thì nó xâu xé nhau. Ở đây chúng ta thấy là hai bên xâu xé nhau thì cũng hiểu theo cái nghĩa hình bóng, chẳng hạn như hai phe phái thù nghịch xâu xé, cấu xé lẫn nhau. Centre égorger, gorge là cái cổ họng. Centre égorger, ở đây người ta thêm accent aigu để cho dễ đọc. Centre égorger là cắt cổ nhau. Centre tuer, tuer là giết. Centre tuer là giết hại lẫn nhau. Đó là những cái động từ mà chúng ta thấy luôn luôn là phản thân. Số 90, động từ s'envoler là bay lên. Bay lên tức là ví dụ như là máy bay đang ở dưới đất, nó lấy đà rồi nó bay lên trên trời, lên không trung. Một con chim nó đang đậu ở trên cành cây và bây giờ nó muốn bay lên thì là s'envoler. Như vậy hoàn toàn khác với voler. Voler với y là đang bay. Là máy bay bay ở trên trời, con chim nó bay ở trên trời. Nhưng mà bây giờ s'envoler thì nó có một cái hướng rời bỏ cái vị trí này, bay lên chỗ khác. Như vậy đây là một động từ phản thân, và động từ này luôn luôn ở dạng phản thân, s'envoler. Se prendre de quelqu'un, say mê, ai, yêu say đắm một người nào. Động từ s'évader là trốn thoát. L'animal s'est évadé par la fenêtre. Một con thú, một con vật mình nhốt, hoặc là một người mình nhốt, một người tù nhân nhốt, thì đã trốn thoát bằng cửa sổ. S'est évadé par la fenêtre. Đây cũng là động từ luôn là phản thân. S'évanouir là ngất xỉu. Chúng ta để ý nó khác với cái động từ khác. Một cái động từ khác cũng hơi giống. S'épanouir.
Động từ sepanuia là triển nở, là phát triển, triển nở. Và đi sevanuia là ngất xỉu. Như vậy cái chỗ này là nó khác nhau. Chúng ta thấy hoàn toàn là mang cái nghĩa khác, mặc dù phát âm nó có vẻ giống nhau. Sevanuia là bất bất tỉnh, là ngất xỉu. Trong khi sepanuia là phát triển, là triển nở, khác nhau hoàn toàn. Sevapore là bốc hơi. Ở trong này chúng ta thấy có danh từ vapor, vapor là hơi nước, sevapore là bốc hơi lên. Và cái động từ này cũng luôn là phần thân, chúng ta luôn luôn nhớ như vậy. Không có động từ evapore, nó bốc hơi lên là sevapore. Số 102, se fiancer à quelqu'un hoặc là se fiancer avec quelqu'un là đính hôn với ai. Nhưng mà cái động từ này cũng là động từ luôn luôn là phần thân, thì chúng ta không thấy có cái động từ là fiancer, đính hôn ai với ai, không có. Chúng ta tự giác tự nguyện, chúng ta đính hôn với một người khác. Và động từ này nó có thể đi với giới từ a và cũng có thể đi với giới từ avec. Động từ số 103, se fier à, tin tưởng vào ai. Người ta không biết tin ai bây giờ không biết tin vào ai nữa, ai cũng là đáng nghi. On ne sait plus à qui se fier. Chữ à đây là do bởi động từ se fier đi với à. On ne sait plus à qui se fier. Và tiếp theo chúng ta có một lô các cái động từ mà chúng ta ít dùng, mặc dù chúng cũng là động từ phản thân. Động từ Saint-Surgé là chúng ta chỉ thấy trong mặt báo thôi, ít khi chúng ta phải dùng trong đời thường. Saint-Surgé contre là nổi lên chống lại ai. Ở trong tin thời sự ở đây đó, ở trên thế giới, chúng ta thấy thỉnh thoảng có những cái phe phái, những cái nhóm nó nổi dậy, nó chống lại, nhất là bên châu Phi. Có những phe nhóm này nó nổi lên, nó chống lại chính phủ. Saint-Surgé contre, và động từ luôn luôn là phản thân. Động từ solamente sur quelque chose, chúng ta đã gặp động từ này trong bài trước, trong cái bài ngay trước đây này. Solamente là than khóc, là phàn nàn về cái chuyện gì. Anh ta than thân trách phận, tức là anh ta than khóc phàn nàn về cái số số mệnh của mình, định mệnh của mình. In solamente sur son sort, thân phận số phận của mình có lẽ là nó không có điều gì không may, bị tật nguyền rồi, bị thiệt hại cái gì đó, và bây giờ anh ta ngồi để anh ta than thân trách phận. In solamente sur son sort. Số 125, động từ se méfier là đề phòng, là coi chừng. Và chúng ta để ý động từ se méfier đề phòng coi chừng thì đi với giới từ de, để tôi đánh màu đỏ nhé. Trong khi động từ ngược lại với nó là hãy tin tưởng vào thì đi với giới từ à ở bên trên. Ở 103 chúng ta thấy tin tưởng vào ai thì se fier à. Trong khi ở số 125 không tin tưởng vào ai hết, đề phòng, coi chừng, cảnh giác ai thì lại se méfier de. Se fier thì đi với à, se méfier thì đi với de. Đó là một cái sự khác biệt. Số 129, động từ se moquer có ý nghĩa đầu tiên là chế nhạo ai. Nhưng mà nó có một cái nghĩa song song là coi thường, tức là coi nhẹ, coi không có gì hết. Chẳng hạn như là tôi trời lạnh nhưng mà tôi coi nhẹ không sao cả. Je me moque du froid. Người ta thì rất là quan tâm, người ta rất là ái ngại, nhưng mà tôi thì tôi coi thường. Je me moque du froid. Và nếu chúng ta nói là lạnh hả, lạnh nhiều hả, mọi người sợ hả, tôi chẳng coi ra gì hết. Je m'en moque, tức là je me moque de cái gì đó. Je m'en moque, đây là một cái câu người ta hay nói ở trong khẩu ngữ. Je m'en moque, một bà mẹ nói với con là con coi chừng, trời sắp mưa và trời lạnh lắm, đi tôi buổi tối rất là lạnh. Thì cái anh chàng này nói là không, không sao đâu mẹ, bình thường thôi. Je m'en moque, và hoàn toàn nó không mang cái nghĩa là chế nhạo, mà mang nghĩa là con coi nhẹ, không có gì quan trọng cả. Động từ số 132, s'obstiner là cố chấp, là khăng khăng giữ. Ví dụ, người ấy khăng khăng giữ cái ý kiến của mình. In s'obstine dans son idée. Idée là cái ý tưởng có ở trong đầu mình, và anh ta khăng khăng, anh ta giữ lấy, anh ta cố chấp, anh ta không có muốn thay đổi. In s'obstine dans son idée. Đây là một động từ luôn luôn là phản thân. Chúng ta không hề thấy động từ obstine như thế này, không có nghĩa gì hết, phải là s'obstiner. 145, động từ se prosterner cũng là một động từ luôn luôn là dạng phản thân, tức là quỳ lại. Ở đây chúng ta thấy quỳ lại theo cái để mà cầu nguyện, có lẽ bên đạo Hồi giáo đó, cái tới ngày giờ thì họ
quỳ lại để họ cầu nguyện cũng có thể là một tư thế để tập yoga. Và chúng ta quỳ nhưng mà cái đầu cúi xuống luôn, như vậy là sơ prosterne. Số 150, sơ rebelle contre, nổi loạn chống lại. Ở đây có là một cái động từ mà chúng ta thấy thường thấy ở trong mặt báo, ở trong các cái tin thời sự, các cái phe nhóm ở chỗ này chỗ kia, đa phần là bên các nước châu Phi, những phe nhóm của quân nhân hay là của các cái bộ tộc nổi loạn, nổi lên chống lại chính quyền, se rebeller contre. Số 154, se réfugier, tị nạn, trốn tránh, đi tránh một cái gì nguy hiểm. Người ấy đã ra tị nạn ở nước ngoài. Như vậy đi ra nước ngoài tị nạn tức là đi trốn về một cái trường hợp chỉ là bị đàn áp, bị về chính trị đó. Il s'est réfugié à l'étranger. Số 155, se réincarner. Đây là một động từ dùng ở trong Phật giáo, hóa kiếp, đầu thai. Tức là hết kiếp này người ta lại đầu thai vào một kiếp khác. Se réincarner, đi đầu thai vào một kiếp kiếp khác. Vậy đây cũng là một động từ luôn luôn ở dạng phản thân. Động từ se renfrogner ở chúng ta cũng thấy hay dùng ở trong văn nói, tức là mình mô tả một người nào cứ nhăn nhó, cau có. Se renfrogner. Động từ số 162, se repentir. Se repentir là ăn năn. Anh ta đã ăn năn về các cái lỗi lầm của mình. Lỗi lầm là une faute. Il s'est repenti pour ses fautes. Anh ta đã ăn năn về các cái lỗi lầm của mình. Động từ số 168, se soucier de. Ở trong này chúng ta thấy có danh từ là souci. Souci là một cái nỗi lo gì vu vơ, cái lo hay ưu tư hay lo. Souci. Động từ se soucier de, lo lắng về. Ví dụ các phụ huynh thường hay ưu tư về tương lai của con cái họ. Họ không thể nào sống thảnh thơi được bởi vì không biết tương lai của con mình sẽ ra như thế nào. Les parents se soucient de l'avenir de leurs enfants. Động từ se soucier de, ở đây chúng ta thấy có giới từ de. Les parents se soucient de l'avenir de leurs enfants. 169, se souvenir de. Chúng ta nhớ cái động từ này rất là hay dùng và luôn luôn ở dạng phần thân, không có động từ souvenir như thế này. Luôn luôn là se souvenir de, tức là nhớ, nhớ bằng cái ký ức của mình. Tất cả lớp sẽ nhớ người thầy này. Toute la classe se souviendra, thì tương lai se souviendra de ce professeur. Và động từ cuối cùng 170, se suicider là tự tử. Tôi không hiểu tại sao nó đã tự tử. Je ne comprends pas pourquoi il s'est suicidé. Như vậy trong bài này tôi đưa ra một cái danh sách mà người ta nói danh sách này chưa đầy đủ. Une liste non exhaustive. Exhaustive là chúng ta thấy là có thể thêm vào một số động từ nữa, nhưng mà dù chưa là đầy đủ mà nó đã tới 177 động từ rồi. Như vậy chúng ta phải trở lại vấn đề ở đầu bài. Chúng ta nói là các động từ phản thân thì luôn luôn xuất phát từ một động từ VT hay VTI. Như vậy tất cả những động từ nào chúng ta gọi là VT hay VTI đều có thể biến thành phản thân bằng cách chúng ta thêm đại từ phản thân SE vào. Và nếu nó có nghĩa, như vậy nó sẽ ra hàng hà sa số. Những động từ VT này thì đều có động từ phản thân đi cùng với nó. Thế nhưng mà chúng ta lại có một cái danh sách. Ở đây người ta cho chúng ta khoảng 180 và còn thêm một ít nữa. Đó là những cái động từ luôn luôn là dạng phản thân. Ở trong thuyết pháp gọi là les verbes essentiellement pronominaux. Tức là luôn luôn nó phải có đại từ phản thân. Luôn luôn phải là dạng này. Không hề có cái dạng VT hay VTI mà chúng ta vừa coi bên dưới đó. Ví dụ như động từ... chúng ta vừa mới coi động từ s'absente, không luôn luôn phải có cái đại từ SE, không hề có cái động từ như thế này. Như vậy chúng ta gọi những cái động từ này là động từ luôn luôn phản thân. Và đây là một cái danh sách không đầy đủ, list non exhaustive, the verb essentiellement pronominal. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta để ý học khoảng 40, tôi đã để ý đánh tô màu vàng như thế này, rồi cho ý nghĩa và làm một câu ví dụ. Đây là 40 động từ luôn luôn phản thân mà chúng ta nên để ý để có thể dùng. Còn các động từ khác thì thực sự nó rất ít khi xuất hiện. Xin